Kính thưa quý khán thính giả người Việt khắp nơi, tự do tôn giáo, tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do hội họp và kiến nghị là tu chính án số 1 của Hiến pháp Hoa Kỳ, được đề nghị ngày 25 tháng 9 năm 1789 và đã có hiệu lực từ 15 tháng 12 năm 1791. Vậy mà, báo chí dưới thể chế độc đảng, độc tài của tà quyền Cộng sản Việt Nam, dù hàng mấy trăm cơ quan truyền thông vừa là báo chí, phát thanh, truyền hình và báo online đều thông tin làm chương trình theo định hướng mà người dân gọi là truyền thông lề đảng hay lề phải. Còn truyền thông lề dân hay lề trái không được hoạt động, nên không có báo giấy, truyền thanh hay truyền hình, chỉ sử dụng mạng xã hội như Facebook, blog, vân vân. Nhạc sĩ Tuấn Khanh đã có bài viết Trái tim của quyền lực thứ tư. Có lẽ tác giả muốn nói đến sức mạnh của truyền thông ngoài ba quyền lực là hành pháp, tư pháp và lập pháp. Trong bài viết sau đây, được post ngày 5 tháng 10, 2016. Trong nhiều ngày, tôi cố theo dõi xem báo chí sẽ viết gì về lần diễn đầu tiên của ca sĩ Khánh Ly ở Sài Gòn. Thế nhưng có một cái gì đó im lặng đến kỳ lạ sau ngày 18 tháng 9 đó, ngày mà ca sĩ Khánh Ly được phép hát ở ngay tại Sài Gòn. Sau 41 năm đi xa khỏi quê hương của mình và gần 5 năm đi loanh quanh nơi chốn cũ, ước rằng mình có thể cất lên tiếng hát nơi thành đô trong kỷ niệm. Năm 2012, Khánh Ly từng nói với đài BBC rằng bà mơ được hát ở Việt Nam, ở Sài Gòn. Thế nhưng thật lạ, chỉ có một vài tờ báo điện tử xé rào viết về đêm diễn này, ít ỏi và nhạt nhẽo. Tôi cố không tìm hiểu, mới hay rằng ai đó trong ban tuyên giáo đã ra lệnh miệng buộc các báo không được nói, bình luận, mô tả, vân vân. Nói chung là không được viết gì có lợi cho ca sĩ Khánh Ly trong đêm diễn này. Nhưng điều đáng ngạc nhiên là gần hết giới báo chí Việt Nam cũng đã ngoan ngoãn tuân lệnh. Thói quen chấp nhận sự kiểm duyệt gần nửa thế kỷ, tính từ sau tháng 4 năm 1975, khiến cái gọi là quyền lực thứ tư của một quốc gia đã biến thành một đám học trò nhỏ, chứ còn biết dương mắt vô thần nhìn đời. Cũng ngay trong thời gian đó, báo giới Việt Nam rầm rộ ra vẻ phẫn nộ viết về chuyện của những người bán vé số bị phạt tiền vì lỡ bán vé số ngoài tỉnh. Thế nhưng họ không nhận ra hay không dám nhận ra rằng cấm nói về một buổi diễn được phép cũng không khác gì cấm bán vé số hợp pháp trên quê hương của mình. Tôi tự hỏi, không biết bà Khánh Ly có biết chuyện này hay không? Và nếu biết, bà sẽ nghĩ gì? Năm 2015, khi được hỏi rằng nếu không được hát ở Sài Gòn, bà có buồn không? Khánh Ly từng cười, lắc đầu, nói rằng, khán giả ở mọi nơi em à. Quả đúng là con người ở đâu cũng vậy, văn hóa ở đâu cũng vậy. Nhưng với người Cộng sản, với cái sự thù ghét tự do thâm căn cố đế trong tim họ, thì không phải ở đâu cũng vậy. Kiểm duyệt Khánh Ly chỉ là câu chuyện nhỏ của những điều ngang trái vẫn hiện ra trên đất nước này. Tựa có lời nguyền Bloody Mary ở trong gương, như cái lời nhắc rằng cuộc sống bình yên chỉ là ảo tưởng, bởi địa ngục là điều có thật. Ít có ai nhận ra rằng kiểm duyệt trong đời sống xã hội chủ nghĩa đã quen thuộc, đã trở thành như máu thịt. Mỗi một người làm báo đều có sẵn một mạch máu hình thắt cổ chai từ trái tim cho đến não. Khó mà đếm được có bao nhiêu người sống bằng nghề viết đã bật ra một ý tưởng thơ mộng hay tự do từ trái tim, nhưng đã tự bóp chết nó khi được dẫn nó lên đến não. Và rồi cái con chữ hay cái ý nghĩa viết ra được cắt mất, tật nguyền và nhạt nhẽo như chính cuộc đời của họ. Mới đây, trong chuyện ngư dân bị Formosa xã Độc Tố làm biển chết, bà Cục trưởng Cục Việc làm, Bộ Lao động Thương binh Xã hội Nguyễn Thị Hải Vân đã nói rằng không có gì phải ầm ĩ vì ngư dân mất biển, nhưng đi làm phu khuân giác thì tức là đã có việc làm. Tự kiểm duyệt hiện thực chỉ chừa là một phần tật nguyền trong suy nghĩ của mình, cũng là một nỗi đau không bờ bến đang ăn sâu trong lòng dân tộc này. Giống như ban tuyên giáo,
Người đàn bà này cố che mắt mình, cố che mắt cả những người nghe bà nói và chứng minh rằng thiếu nhân cách thì không sao, cũng vẫn có thể làm người. Có lần khi còn được ngồi cùng với nhạc sĩ Thanh Sơn, ông than thở rằng một bài hát của ông bị kiểm duyệt ở Sở Văn hóa Thông tin thành phố, cái chữ phu quân ở trong dần điệu một người nữ hát về chồng mình bị bắt phải thay bằng chữ khác. Họ nói phu quân là có thể ám chỉ đến người lính Việt Nam Cộng Hòa. Nhạc sĩ Thanh Sơn kể, tôi không biết về sau thì ông có phải cam lòng thay chữ ấy hay không. Như lúc đó, tôi chỉ có thể nói với ông rằng, khi những người cộng sản kiểm duyệt, giống như họ tự đọc lời nguyền của Bloody Mary, tự mở cửa địa ngục, và chỉ còn nhìn thấy thế gian này bằng sự tăm tối trong trái tim họ, chứ không bằng ánh mắt con người. Nhạc sĩ Trần Quang Lộc có lần kể rằng ông có bài hát về mẹ. Người mẹ đó ngồi trước biển nhớ con, mong con về. Ấy vậy mà ông từng bị chất vấn rằng có phải viết cái bài hát ấy có ý dành cho những người đi vượt biên hay không? Kiểm duyệt như một con quái vật. Cái sự chịu đựng và cố dặn dẹo mình để có thể sống được trong thế giới kiểm duyệt đã nuôi lớn cái con quái vật ấy. Hãy nhìn cái cách mà báo chí mô tả những tên công an khát máu đánh chết người trong đồn tạm giam, thường được mô tả bằng từ ngữ rất dè dặt và thân tình, như là bị coi làm chết người, bị coi là đã ép cung, vân vân. Thậm chí mới đây, khi đã có đủ hình ảnh, âm thanh và giờ hành động của cái tay công an Bùi Xuân Hải ở phường 6, quận 3 đánh đập một người phụ nữ bán hàng rong ở Hồ Con Rùa, báo chí vẫn thêu hoa dệt gấm bằng cách gọi y là cái người mặc đồ giống công an. Chẳng lẽ tất cả những người cầm bút, tất cả những con người được học tiếng Việt, tiếng Anh và sắp tới là tiếng Hán, không ai nhận ra rằng con quái vật kiểm duyệt suy nghĩ và hành động trong xã hội này đã lớn đến mức nào sao? Khó mà đong đo được. Nhưng có thể nhìn thấy rõ nhất là con quái vật đó ăn tươi nuốt sống nhân cách và linh hồn của không ít người, khiến khi họ thể hiện, đã có thể thấy ngay đó là những người diệt xã hội chủ nghĩa hèn hạ và vô liêm sỉ. Khi một tay công an mặc thường phục, không xuất trình thẻ ngành, hành động như một tên đầu gấu ngõ chợ tấn công các phóng viên ở huyện Đông Anh, điều thấy được là toàn bộ hệ thống quyền lực thứ tư của Việt Nam đã như hú lên những tiếng kêu đau thương cho số phận của mình, chứ không giống như cái sự phản ứng của một nền báo chí có đủ ý chí lẽ thường. Ngay cả khi công an quận Tây Hồ nói ngược nói xuôi, bẻ cong các không gian và thời gian mà không cần bất kỳ một chứng minh vật lý nào, báo chí Việt Nam cũng chỉ yếu ớt phản ứng và dè chừng, chấp nhận kiểm duyệt thái độ sống bình thường và quen sợ hãi trong bầu không khí kiểm duyệt, đã làm nhu nhược trí thức Việt Nam và báo chí Việt Nam một cách quặn đau. Ngày 27 tháng 9 năm 2016, có hơn 500 người dân đi nộp đơn đòi công lý từ thiệt hại bởi nhà máy Formosa. Một câu chuyện của công lý và sự thật rất đổi bình thường trên đất nước này. Nhưng trong nhiều ngày liền, cái sự kiện lịch sử đó vẫn là một khoảng trống bao la trên các trang báo. Bạn hãy tự hỏi xem, một vài phóng viên bị đánh mà giới báo chí còn đau yếu như vậy, thì làm sao cái gọi là quyền lực thứ tư của Việt Nam có đủ sức mạnh và lòng tự trọng để nói về 500 đồng bào mình đang khắc khoải với tương lai? Những điều bình thường và đúng với hiến pháp Việt Nam mà con người Việt Nam hôm nay vẫn không dám gọi đúng tên, mô tả đúng việc, thì mai sau tinh thần và nguyên khí của dân tộc trong chế độ này sẽ tật nguyền đến mức nào? Bao nhiêu con chữ của câu hỏi này xin được đánh từng ấy tiếng vào tiếng trống đăng dân để kêu oan cho số phận của dân tộc này vậy. Ngày 5 tháng 3, 1969, để đòi chính quyền miền Nam Việt Nam phải bãi bỏ chính sách với kiểm duyệt xuất bản, thì đã có hơn 100 nhà văn, dịch thuật, biên khảo phê bình vân vân cùng ký tên, trong đó có phần ghi rằng kinh nghiệm từ nhà nước cộng sản tiệp khắc cho thấy rằng cái sự cấm đoán bưng bít không bao giờ giải quyết được một vấn đề, mà chỉ làm cho vấn đề ấy trầm trọng thêm đến một mức độ tai hại nhất. Đồng ký tên trong bản này có Sơn Nam, Du Tử Lê, Vũ Hoàng Chương, Doãn Quốc Sĩ, Bình Nguyên Lộc, Duyên Anh, Cung Tiến vân vân. Tôi đang tự hỏi, hay là tự mình mơ về
về 100 nhà báo ăn lương nhà nước cùng ký tên để phản đối công an nói riêng và chính quyền nói chung hành xử tàn bạo với nghề nhà báo. Nhưng có lẽ đó chỉ là một giấc mơ để nhớ về quá khứ, nơi nhân dân bị xét là phải sống trong chế độ đồi trụy và tay sai, nhưng chứng cứ cho thấy là họ vẫn lành lặn về tinh thần và nhân cách. Mọi thứ không đơn giản như bạn thấy. Hãy nhìn lại cái cách kiểm duyệt Khánh Ly, cái cách cấm bán vé số ngoại tỉnh, cái cách thay đổi và mài dũa chữ nghĩa để phục vụ vân vân, và cả những cái cách mà chúng ta quen dần là giả lơ, từ chối sự thật, quen tự cắt gọt mình để nằm dừa ở trong cái chiếc quan tài kiểm duyệt mỗi ngày. Hãy nghĩ cho bạn và chính con cái của bạn. Chắc rồi có lúc bạn sẽ nhận ra, tôi hy vọng như vậy. Chúng ta hay truyền thông trên đất nước này cũng giống như những người bán vé số sợ hãi, chỉ còn quẩn quanh với cái niềm hy vọng nhỏ nhoi ở nơi mình đang sống, chứ không dám chạm vào hay cầm giữ một niềm hy vọng nào xa hơn lằng ranh mà người ta đã dạch sẵn cho mình. Trái tim của quyền lực thứ tư thoi thóp đập trong một thân thể cường tráng, trái tim đau bệnh mòn mỏi bởi những lằn ranh. Người viết, nhạc sĩ Tuấn Khanh.